Thế thì Phật chế cái luật an cư cho chư tăng. Thì cái bữa này cũng thế, vào mùa mưa chân Phật nói các thầy tỳ kheo hãy chọn chỗ mà an cư, Phật sẽ an cư tại cái làng Veluva này. Dạ, tại làng này. Trong mùa an cư ấy, Đức Thế Tôn bị bệnh trầm trọng. Đã, cảm thọ đau đớn khốc liệt, nhưng Đức Thế Tôn vẫn chính niệm tỉnh giác, vẫn chính niệm tỉnh giác, không có than vãn. Đã, đọc đến đoạn này chúng ta thấy thế nào? Trong cái mùa hạ an cư ấy, Đức Phật của chúng ta, Đức Phật Thích Ca cũng mắc bệnh rất là trầm trọng. Đấy, Ngài cũng mắc cái bệnh rất trầm trọng. Ngài, thân của Ngài ấy, nó cũng đau đớn khốc liệt. Nhưng mà Ngài vẫn chính niệm, tỉnh giác, không có than, không than van gì cả. Chúng ta mà đau một chút là rên, là lăn lộn, là kêu khóc, phải không? Thế thì tại sao mà Đức Phật lại còn có bệnh? Thì kính thưa đại chúng, khi còn mang cái thân phàm này, cái thân xác thịt vật chất này, thì nó theo cái luật của nó. Đã có thân thì sẽ có bệnh. Nhớ chúng ta để cho cái bài kinh này này, chúng ta thấy Phật của chúng ta mang thân này, nó cũng có bệnh. Thì chúng ta đừng buồn khi mình có bệnh. Có nhiều người rất là ảo tưởng, nghĩ rằng thôi đi tu Phật, quy Phật rồi là không còn bệnh tật gì hết, là khỏe phong phăng ấy, nghe không? Hiểu thế rất là sai. Mà nếu không bệnh thì đến bao giờ mình chết? Nếu thân không có bệnh thì có chết được không? Làm sao chết được? Nó bệnh thì nó mới chết chứ. Đã? Nó không bệnh thì mình sống mãi sao? Thì trái với quy luật vô thường. Đã, cho nên phải bệnh rồi nó mới chết được. Chứ còn đi theo Phật rồi là cứ khỏe thế, khỏe mãi, khỏe phong phăng sống mãi. Không phải. Sẽ có bệnh. Cho nên hiểu thân thì sẽ hiểu bệnh. Có thân là có bệnh. Vì cái thân này nó cấu tạo bằng bốn cái đại: đất, nước, gió lửa. Bốn cái đại này ấy, nó lại thường chống trái với nhau. Cho nên Tổ Quy Sơn mới dạy làm sao? Tuy nãi tứ đại phù trì mà thường tương vi bội. Cái thân này do bốn đại nó cấu tạo nên là đất, nước, gió, lửa. Nhưng mà bốn cái chất này, bốn cái đại này nó thường chống trái nhau. Do nó chống trái nhau cho nên nó sinh ra bệnh. Mỗi một cái đại nó sinh ra hàng trăm cái thứ bệnh. Bốn cái đại này nó sẽ ra rất nhiều cái thứ bệnh. Nghe không? Đấy. Cái thân mình là vậy. Đất thì nó không hợp với nước. Nước không hợp với lửa. Phải không? Lửa với gió. Lửa với nước cũng thế, không hợp nhau. Cho nên nó chống trái. Thế nhưng mà nó lại nương vào nhau. Phải không? Đấy. Nó nương vào nhau để nó thành nên cái thân này. Cho nên nó thật là khó. Đấy, cho nên thân này nó có bệnh là lẽ đương nhiên. Cho nên thân Phật cũng có bệnh. Và trong cái mùa an cư này, Đức Phật mắc cái bệnh rất là trầm trọng. Nghe không? Thế nhưng mà Phật thì khác chúng ta. Ngài mắc bệnh nhưng mà tâm Ngài vẫn an nhiên, vẫn tỉnh giác. Và Ngài không rên la như chúng ta. Nghe không? Các vị đại đệ tử Phật sau này cũng thế. Nhiều vị đắc quả A-la-hán rồi mà thân mắc bệnh dữ lắm. Nhá. Chứ không các Phật tử sau này mà các thầy đi tu rồi sau còn bệnh. Nghe không? Nhiều Phật tử còn nghĩ như thế, các thầy đã đi tu Phật rồi sau còn bệnh. Chúng ta cái thân này còn nghiệp báo, còn dư báo, không thể tránh được. Đã, không thể tránh được. Nghe không? Trong tất cả các đệ tử Phật thì có một cái vị thôi là gần như suốt cả đời Ngài không có bệnh tật đau đớn gì, rất là ít. Đã, Ngài rất là ít, cái vị đắc quả A-la-hán. Nhưng cái vị này thì không có làm độ cho được một chúng sinh nào. Đã, không độ chúng sinh nào. Đã. Thế thì trong cái mùa an cư này Đức Phật có bệnh. Trên thời Đức Phật thì có một cái ông thầy thuốc rất nổi tiếng gọi là ông Kỳ Bà. Ông Kỳ Bà này là thầy thuốc và đặc biệt là thầy thuốc riêng cho Phật và Tăng Đoàn. Ông chữa bệnh cho Phật và Tăng Đoàn. Ông giỏi lắm. Đã, nhé. Cho nên qua bài kinh này để toàn thể đại chúng thấy có thân là có bệnh. Đừng có buồn, mình nghĩ đến Phật còn có bệnh, huống hồ là mình. Phật tu bao nhiêu kiếp, mình mới tu kiếp này à? Hay một vài kiếp làm sao mà đòi không có tí bệnh nào? Nghe không? Nghĩ thế mình được cái an ủi nhá. Để mình thấy có bệnh là đúng rồi. Có bệnh
trả nghiệp, nhẫn, nhẫn, trả hết rồi nó hết. Đó. Đức Phật với tâm chính niệm tỉnh giác, không than vãn về bệnh, không than vãn. Rồi Thế Tôn qua khỏi cơn bệnh. Đó. Bệnh đối với Phật, đối với Phật ý, thưa đại chúng, cái gì cũng thế, chỉ xảy ra tối đa là một tuần là phải hết, không có cho phép cái gì được xảy ra quá một tuần, nghe không? Đặc biệt như vậy đấy. Do tất cả oai đức phước lực của Ngài, cho nên không có một cái gì xảy ra với Phật mà được quá một tuần cả, chỉ trong phạm vi một tuần là phải hết, không có cái gì được quá. Cái gì, cái tai, cái nạn gì cũng thế, chỉ một tuần là phải hết. Đó. Nghe không? Chúng ta thì có khi một năm, một mấy năm chưa hết một cái họa, và kéo dài có khi đến suốt cả cuộc đời. Nhưng với Phật thì chỉ trong một tuần là bắt buộc mọi cái phải hết. Thì khi mà Thế Tôn thoát qua cơn bệnh, Ngài A Nan thị giả Phật mới bạch với Phật thế này: Kính bạch Đức Thế Tôn, con được chút an ủi rằng Thế Tôn sẽ không diệt độ nếu Ngài không có lời di giáo lại cho chúng tỳ kheo. Ngài A Nan thưa với Phật rằng con sẽ rất là được an ủi, coi như được an tâm đó, nếu mà Thế Tôn sẽ không diệt độ khi Ngài chưa có lời căn dặn lại chúng tỳ kheo. A Nan bạch với Phật thế. Đó. Ý Ngài muốn nói sao? Tức là nếu mà Phật chưa căn dặn, chưa di giáo tức là những lời căn dặn để lại cho các thầy tỳ kheo, thì Ngài chưa bao giờ Ngài nhập diệt. Đó. Khi vì thấy Phật bệnh như thế này, cho nên A Nan nghĩ chắc là Phật cũng không lâu Ngài sẽ nhập diệt. Nhưng mà Ngài chưa nhập diệt, nếu mà Ngài chưa căn dặn các thầy tỳ kheo di giáo đấy, chưa di giáo. Bao giờ Ngài có lời di giáo xong rồi thì chắc là Ngài mới nhập diệt. Đó. Thế kính thưa đại chúng, thì cũng cái truyền thống như thế, cho nên các thiền tổ của chúng ta về sau này cũng thế. Trước khi các Ngài nhập diệt thì bao giờ cũng viết lại một bài kệ hay là vài câu pháp ngữ để cho đệ tử, nghe không? Đó. Để cho đệ tử, cũng giống như tổ Pháp Loa chúng ta đấy. Ngài làm bệnh trước khi Ngài nhập diệt. Thế thì đệ tử đến xin cũng bảo là thế trước khi chết phải có cái bài kệ, bài cú gì cho mọi người chứ. Nghe không? Thế thì tổ Pháp Loa bảo thế không có kệ thì không chết được cái sao? Sau đó thì Ngài cầm bút, Ngài viết cho bài kệ. Viết xong Ngài ném bút, Ngài nhắm mắt nhập Niết Bàn. Đấy. Thế là rất là tự tại, rất tự tại. Thế thì A Nan đây cũng thế, Ngài nói rất là khéo. Con nghĩ rằng nếu mà Thế Tôn chưa có lời căn dặn di giáo cho chúng tỳ kheo ấy, thì chắc chắn là Thế Tôn chưa nhập diệt. Nghe không? Đó. Ngài nói rất là khéo. Thế thì Phật mới nói sao? Phật mới dạy: Này A Nan, Như Lai không nghĩ rằng ta sẽ là vị cầm đầu chúng tỳ kheo, hay chúng tỳ kheo chịu sự giáo huấn của ta, thì này A Nan, làm sao Như Lai lại có lời di giáo cho chúng tỳ kheo? Đó. Đức Phật dạy cho Ngài A Nan. Ngài nói rằng không bao giờ Ngài khởi ý nghĩ là Ngài là người cầm đầu vào chúng tỳ kheo. Không bao giờ Ngài nghĩ như thế. Và chúng tỳ kheo chịu cái sự quản lý giáo của Ngài, không có cái ý nghĩ. Chúng ta ở chỗ này nhớ như thế. Đấy, cái hay của đạo Phật chúng ta là như vậy. Các tôn giáo khác thì bao giờ cái vị giáo chủ, cái vị đứng đầu đó cũng có quyền lực. Đó. Cho nên nói đạo Phật không phải là đạo của quyền lực. Có giáo lý, có giáo luật, nhưng không có giáo quyền. Các tôn giáo của họ, các tôn giáo khác, họ có giáo lý, giáo luật và có giáo quyền, phân định quyền lực rõ ràng. Giáo chủ như thế này, ví dụ bên các tôn giáo khác đấy, cái vị giáo chủ như thế này hay vị đứng đầu là có quyền như thế này, cũng giống như ông vua vậy đó. Nhưng riêng đạo Phật mình không thế. Vì đạo Phật là đạo của tự do, đạo của giác ngộ, đạo đi đến chân lý. Mà chúng ta biết rồi đó, khi mà đã lạm dụng quyền lực thì không còn chân lý trong đó nữa. Đại chúng thấy không?
Nó hay vậy đó. Cho nên ở ngoài đời giờ nói là gọi là người có quyền thì nói thế nào cũng được, nói đen thành trắng cũng được, nói trắng thành đen cũng được. Rồi người có tiền cũng thế, nghe không? Có tiền đổi trắng thay đen khó gì, nghe không? Mà đổi trắng thay đen thì đâu còn là chân lý. Cho nên con đường đi đến chân lý của Đạo Phật để quyền lực ra bên ngoài. Cho nên Đạo Phật là đạo có giáo lý, có giáo luật, tức là giới luật, có con đường tu tập, nhưng không có giáo quyền, không phân định quyền lực, nghe không? Cái đây là cái đặc biệt khác của Đạo Phật chúng ta. Đại chúng nhớ cho này. Nhớ cho cái chỗ này. Dù là một vị là Pháp chủ cũng không có quyền à, bắt thế này thế kia, không có cái quyền như một ông vua hay là như một ông tỉnh trưởng à, hay là một cái ông quan. Đó, ngày xưa vua quan còn bắt người ta phải chết, chết theo. Đó, bắt người ta chết là phải chết. Cho sống thì được sống, mà bắt chết là phải chết. Nhưng mà Phật Pháp mình không thế. Con đường đi vào, vào Phật Pháp là con đường hoàn toàn tự giác. Tự giác. Tu tập Phật Pháp cũng là tự giác. Đấy, cho nên ấy, Ngài A Nan nghĩ rằng là Đức Phật sẽ có những lời di giáo cho chúng tăng. À, ta sẽ giao quyền. Bây giờ nếu mà tới đây ta nhập Niết Bàn, ta sẽ giao quyền cho người này. Thấy không? Cai quản đại chúng chư tăng thế này, thế này. Không, Phật không làm thế. Đây, cái chỗ này là cái đặc biệt. Các tôn giáo khác thì đều có. Đều có đấy ạ. À, đều có. Cái vị đứng đầu là quyền lực rất là gớm. Rất là gớm. Nhưng riêng Đạo Phật mình không thế. Đó. Phật dạy, này A Nan, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình. Hãy tự mình nương tựa chính mình, chớ nương tựa một điều gì khác. Dùng chính pháp làm ngọn đèn, dùng chính pháp làm chỗ nương tựa, chớ nương tựa một điều gì khác. Đấy, sau khi Đức Phật nói với A Nan là Phật không có cái tư tưởng cai quản cái đồ chúng tăng đoàn, Phật không phải là ông vua của các chư tăng, không phải như thế, không phải lãnh đạo tăng đoàn bằng quyền lực. Đấy, không lãnh đạo tăng đoàn bằng quyền lực, mặc dù Đức Phật là người đứng đầu và có thể nói Ngài là người cao cả nhất, vĩ đại nhất trong tất cả pháp giới này, nhưng Ngài không dùng quyền lực như thế. Đấy, cái chỗ này chúng ta thấy nó hay chỗ vào đó. Và chúng tỳ kheo cũng không lệ thuộc vào Phật vì quyền lực. Vì quyền lực. Ở nhân gian thì chúng ta lệ thuộc nhau về quyền lực, về những các cái địa vị, về tất cả cái này cái khác. Nhưng trong Phật Pháp thì không như vậy. Hễ chỗ nào có quyền lực thì chỗ đó chân lý khó được hiển lộ, khó được tiếp thu. Nghe không? Đấy, cái người có quyền ấy, là có là cầm chân lý thì không phải. Đó, chỗ này là cái đặc biệt đấy nhỉ, đại chúng. Cái chỗ này là cái khác, cái chỗ này là cái tính cách mạng của Phật Pháp ở chỗ đó. Rất là đặc biệt. Chúng ta thấy ví dụ, trước đây ấy, trong thế gian mình nói rằng mặt trời quay quanh trái đất. Dân nào cũng nói thế, ai cũng thấy thế mà trông thấy rõ ràng. Cái ông mặt trời buổi sáng mọc ở đằng đông, ông chạy chạy một vòng chạy sang đằng tây, ai chẳng bảo mặt trời quay quanh trái đất. Có phải không? Nhưng sau này thì ông Galileo mới phát hiện ra không phải như vậy. Đấy, trái đất quay xung quanh mặt trời. Đó. Thế khi mà ông phát hiện ra cái này, ông tuyên bố, thì ông đã bị chính cái tôn giáo của ông ấy theo. À, cái nhà thờ tôn giáo mà ông theo đấy quyết định là phải đem ông lên để thiêu trên giàn hỏa vì dám nói cái điều không đúng với Thánh Kinh. Nghe không? Nhưng mà ông ta cũng rất là kiên cường, chính ông kiểm chứng kiểm nghiệm thấy không đúng là trái đất quay chứ không phải mặt trời quay, cho nên ông vẫn tuyên bố dù thế nào thì trái đất vẫn quay quanh mặt trời. Đấy,
Chúng ta thấy không? Thế nhưng mà các cái tòa án tôn giáo mà ông ấy theo đấy, nó không, nó phủ quyết mà không. Ông này nói như thế là không đúng. Nè, mặt trời quay quanh trái đất. Đấy, chúng ta thấy không? Và đến bây giờ khi mà khoa học phát triển thì đã chứng minh rất rõ trái đất xoay quanh mặt trời. Đây là chân lý. Nghe không? Thế nhưng mà thời đó thì không, không ai chấp nhận điều đó cả. Những người có quyền lực họ không nghe, họ bảo không phải. Thế chúng ta thấy không? Cho nên chân lý nó không phụ thuộc vào số đông, cũng không phụ thuộc vào người có quyền lực. Không phụ thuộc vào người có quyền lực, không phụ thuộc vào giai cấp nào cả. Chân lý là chân lý. Chúng ta vẫn thường nói cái sự thật khách quan đó, sự thật khách quan đó chính là biểu hiện của chân lý. Phải tôn trọng nó. Người nào biết tôn trọng sự thật khách quan là tức là tôn trọng chân lý đấy. Đó. Chân lý nó có đường đi của nó có sự vận hành của nó. Chúng ta chỉ có vận dụng nó và tuân phục nó thôi. Cái hay của mình là mình làm sao mình nhận thức được nó để mà vận dụng nó, chứ không phải bắt nó theo mình. Mình đang nằm trong quỹ đạo của nó, chứ không bắt nó theo mình đó. Nghe không? Cũng thế, cái tâm linh của chúng ta nó có cái quy luật của nó. Mình không thể bắt nó được. Nó có quy luật của nó. Nghe không? Nó sẽ như thế này, mình không bắt nó. Đó. Nghe. Thì mình làm sao mà khéo vận dụng nó, nhận thức được nó, vận dụng được nó. Đấy, đấy là cái việc của chúng ta. Là việc chúng ta. Thì Đức Phật cũng thế. Ngài, cái lộ trình của Ngài trên con đường tu tập đi đến giác ngộ hoàn toàn, Ngài thấy rất rõ và mình phải tôn trọng chân lý. Và Ngài không phải là cái người, Ngài không phải là người cầm chân lý cho ai thì người đi được, không phải. Đoàn thể chúng tăng cũng như tất cả tín đồ Phật tử là những người đi tìm cầu chân lý. Đức Phật là người đi trước, là người thầy chỉ đường dẫn lối cho mình, chứ không phải Đức Phật ban phát chân lý cho mình. Ai đến lễ Phật rồi lại Phật ban chân lý cho con vào? Không phải, Phật không ban chân lý cho được. Làm sao Phật ban chân lý cho mình được? Đấy, chân lý ấy mình phải tìm lấy, tìm lấy. Cho nên cái này là cái đặc biệt. Đức Phật không có ý là mình là người lãnh đạo, cầm quyền của chúng tăng, không có. Và Đức Phật đã nói với A Nan như thế này: Này A Nan, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình. Nói với A Nan và nói với tất cả chúng ta, tất cả tăng ni Phật tử từ thời đó đến bây giờ, những người đệ tử Phật và tất cả chúng sinh nữa, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình. Này, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình. Đấy. Ngọn đèn nghĩa là mình phải tự sáng lên, tự mình phải là ngọn đèn, phải đốt sáng mình lên. Hãy tự mình nương tựa chính mình. Hãy tự mình nương tựa chính mình, chớ nương tựa một điều gì khác. Nghe không? Nào. Dùng chính pháp làm ngọn đèn. Đấy. Dùng chính pháp làm chỗ nương tựa, chớ nương tựa một điều gì khác. Đấy. Thì chỗ này, đây là cái rất đặc biệt. Đây là điều mà không có tôn giáo nào, không có một vị giáo chủ nào ngoài đạo Phật dám nói điều này. Vào. Đấy. Tôn giáo nào ông giáo chủ mà phải nương tựa ta, phải thế này, nghe không? Không theo ta không được, theo ta thì ta cho nên thiên đàng, không theo không được. Đấy. Thế nhưng mà như vậy không phải. Ở đây Đức Phật nói, ông hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình đi. Đấy. Nếu mình cứ lệ thuộc thì mình không thể tự sáng được. Nghe không? Ở đây chỗ này tí nữa thầy sẽ phân tích đại chúng thấy. Cái này để nói lên cái con đường tu Phật Pháp là như vậy đấy. Chúng ta không thể ỷ lại ai. Vào. Không thể ỷ lại ai tu thay cho mình được cả. Vì cái sự giác ngộ, cái sự giải thoát ấy là việc của tự thân mình.
là việc của bổn phận, việc bổn phận của chính mình. Trên nhà Phật mình vẫn thường nói đấy, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Ai ăn nấy no, ai uống nấy hết khát. Mà không thể tu hộ, tu thay, không có chuyện đó. Thứ nữa, Phật Pháp không phải là cái ở bên ngoài. Nghe, không phải cái bên ngoài. Cái ấy nó ở chính trong ta, ở chính nơi chúng ta. Cho nên chúng ta phải tự mình tìm. Đó. Ngày xưa vua Trần Thái Tông á, khi mà Ngài thấy thế sự nó cũng đảo điên, Ngài trốn cung thành, Ngài vào trong núi Yên Tử, Ngài xin đi tu. Vua Trần Thái Tông. Thì khi Ngài vào Yên Tử, Ngài gặp quốc sư Phù Vân ấy, thì quốc sư nói là, thưa bệ hạ đến đây để tìm cái gì? Thì Trần Thái Tông nói là, ta muốn đến đây để tìm Phật. Thì quốc sư nói là, thưa bệ hạ, trong núi vốn không có Phật. Phật ấy phải tìm ngay trong tâm mình. Đấy. Hoàng thượng phải tìm Phật trong tâm mình. Cái tâm ấy mà tĩnh lặng, mà sáng, đó là Phật sống. Và trong núi này làm sao tìm thấy Phật? Đấy. Và tìm ấy là con đường tự tìm, là tìm ai tìm? Tâm mình mà mình lại người nhờ người khác tìm được không? Không thể ai tìm cho được. Nên Phật cũng không thể tìm tâm mình cho mình được. Đấy. Không thể tìm tâm mình cho mình được. Đó. Cho nên ở đây Phật dạy A Nan và dạy chúng ta hãy tự mình làm ngọn đèn cho chính mình. Tức là tự mình phải thắp sáng mình lên. Đấy. Cái này, cái tinh thần tự lực của Đạo Phật rất là cao. Cho nên tu học Đạo Phật ấy không phải là một cái sự yếm thế. Người ta vẫn nghĩ là học Đạo Phật là cái gì đấy rất yếm thế. À, nương tựa coi như là những cái người mà không có cái năng lực. Nhưng mà đúng tinh thần của Đạo Phật là hoàn toàn phải tự lực tự cường, hết sức tự lực. Nghe không? Đạo Phật cũng không phải cái đạo cầu cạnh xin xỏ, không phải đâu. Chúng ta nói tu tập cầu Phật gia trì là Phật gia hộ cái phần nào Phật có thể tạo nhân tạo duyên cho mình, chứ Phật không tu thay cho mình được. Phật không giác ngộ thay cho mình được, Phật không giải thoát thay cho mình được. Mà giác ngộ giải thoát ấy là việc của tự mình. Tự mình đấy. Đại chúng phải thấy nhớ như thế. Mình hết tham sân si là ở mình. Chứ Phật cũng không làm cho mình một cái hết tham sân si được. Nếu mà Phật giúp mình được hết tham sân si, mình thành Phật hết rồi. Không ai còn ngồi đây nữa. Đại chúng thấy không? Đấy. Cái tinh thần Đạo Phật mình là thế. Phật không tu thay được. Phật cũng không thể tự mình, tự Phật cầm tóc mình mới nhấc mình sang cõi cực lạc được. Nếu mà Phật mà có thể nhấc mình sang cõi cực lạc thì Phật đã kéo hết rồi. Mà vẫn phải tự tu. Nghe không? Vẫn phải tự tu. Đấy. Đương nhiên chúng ta không bác bỏ cái việc tha lực gia trì có. Nhưng mà cái tự lực vẫn là cái căn bản. Tự lực là căn bản, là căn bản của mọi sự tu tập. Nghe không? Đức Phật có thể tạo nhân, tạo duyên cho mình, trợ tất cả các cái duyên như những bài trước Thầy nói đấy. Nhưng mà tu hay không là ở mình. Cho nên Ngài cũng nói đó, ta như vị lương y thôi, Phật như vị lương y, như vị thầy thuốc đấy, biết bệnh, biết người bệnh, biết bệnh và cho thuốc. Còn uống hay không ấy là việc của người bệnh. Uống thì sẽ khỏi, không uống thì không thể khỏi được. Phật không thể bắt mình phải uống được. Đấy, cái đấy là cái kỳ đặc. Đấy. Thì ở đây Đức Phật nói A Nan rằng ông hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình. Tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tức là tự mình phải sáng lên. Không thể trông chờ vào ánh sáng của ai khác được. Ở trong nhà thiền có cái câu chuyện trước Thầy có kể đấy. Nếu mà tự mình không sáng lên thì tất cả đều không có tác dụng gì cả.
đều vô ích. Đấy, cái câu chuyện nhà thiền mà đại chúng đã nghe, thầy kể lại một chút. Cái ông này là ông người mù, mù. Hôm ấy thì được ông bạn hàng xóm mời sang chơi, cũng chắc nhà hai nhà cách nhau được vài trăm mét đường. Bảo lâu rồi hơi sang đây chơi. Thế mời ông sang chơi, thì con cho người dẫn sang, sang nhà ông chơi ăn cơm nước xong rồi đến tối đi về. Ông thôi tối cho tôi đi về. Thế thì ông bạn hàng xóm cũng tốt lắm, rất thông minh, bảo thế để tôi đốt trong cái đèn ông cầm về. Thế ông người mù bảo ô, cái ông này ông không biết là tôi mù à? Tôi mù thì cầm đèn làm gì? Tôi có nhìn thấy đường đâu mà tôi cứ dò thôi. Tôi cứ dò chân tôi đi thôi. Lấy gậy tôi dò dò thì tôi quen đường tới về đấy. Nghe không? Chứ thấy ông nói có đúng không? Đúng không? Đúng. Mù có nhìn thấy gì đâu mà cầm đèn gì. Ê, thế như ông bạn ấy rất là thông minh mà không. Thì tôi biết là ông mù, nhưng mà tôi đưa ông cầm đèn ấy là gì? Để làm sao? Ông đi đường người khác ấy, người ta nhìn thấy cái đèn của ông, người ta không đâm vào ông. Nghe nhỉ? Đấy, chứ còn tôi thừa biết là ông mù rồi, đèn này không đèn thì cũng vô tác dụng thôi. Nghe không? Nhưng mà để người khác người ta khỏi đâm vào ông. Thế ông mù này bảo, ồ thế hay đấy, được. Thế đưa đèn đây tôi cầm. Thế là cầm đèn đi lò dò. Hãy đi được nửa đường thì tự nhiên thấy sầm một cái. Nghe không? Một ông lao vào cái ông mù này. Ông mù mới la lên. Ông bảo, thế ông mù đấy à? Ông mù đấy à? Cái đèn tôi cầm như thế này mà ông không thấy sao mà ông cũng lại còn đâm vào tôi? Nghe không? Ông có mù không đấy? Thế cái ông kia ông bảo, không, ông ấy tôi không mù. Nhưng mà thưa ông, cái đèn của ông nó tắt từ bao giờ rồi mà ông có biết không? Đây, khổ thế. Khổ. Cái đèn của ông nó tắt từ bao giờ ông có biết không? Đây, thì thưa đại chúng, câu chuyện rất là thiền, rất là hay. Như vậy chúng ta thấy, bởi vậy cái ông này mù thì đèn có hay đèn không, không giải quyết được vấn đề gì cả. Cho nên ở đây cũng cái ý nghĩa này Phật mới dạy, phải tự mình sáng mắt lên, tự mình thắp đèn lên, thắp ngọn đèn của mình. Ngọn đèn ấy là ngọn đèn trí tuệ. Hiểu không? Mình sáng lên ý, cái sáng ấy là cái sáng của mình, ở nơi mình mới cứu được mình. Còn mượn cái ánh sáng kia không cứu được. Nên mình mà mù rồi thì đèn nó sáng hay nó tắt, mình cũng có giải quyết được gì đâu, có biết đâu. Không cứu được cái nạn cho mình. Còn với cái người mắt sáng thì có đèn là rất tốt, người ta dùng được ngay. Vào, đó. Cho nên cái ý nghĩa câu chuyện này cũng muốn nói cái lời Phật dạy này. Phải tự mình là ngọn đèn cho chính mình. Tức là phải lấy cái trí tuệ của chính mình này này. Đừng dựa vào cái suy nghĩ, cái trí tuệ của người khác không. Hoàn toàn nếu ỷ lại vào người khác thì mình muôn kiếp mình không tự sáng được. Mà Đức Phật là người đầu tiên tự đốt cái ngọn đèn của mình lên. Và Ngài thấy được con đường Ngài đi. Đấy. Đó. Cho nên tu học Phật ấy làm sao đó, là chúng ta tu học Phật thế nào để mỗi chúng ta phải tự sáng lên. Tức là phải có cái trí tuệ của mình này nè. Nghe không? Trí tuệ của mình. Đã. Chứ có lúc nào cũng phải nương vào người, ý vào người thì mình không thể nào sáng trí tuệ mình được. Nghe không? Cũng giống người ta bảo thầy dạy thế nào chỉ biết đúng thế thôi. Thì làm sao đấy? Đã. Không làm sao được. Gặp cái cảnh khác nó biến là mình chịu chết đó. Còn khi mình tự sáng thì tự mình có thể giải quyết được. Như cái người mù đấy, nếu mà họ mắt sáng thì đèn tắt là họ biết ngay. Đó. Biết ngay. Đó. Cho nên đây Phật dạy phải tự mình là ngọn đèn cho chính mình. Hãy tự mình nương tựa chính mình. Đây là một cái câu rất là quý. Thói thường ở đời chúng ta thường ỷ lại,
ỷ lại vào tất cả, vào nhiều thứ lắm, không bao giờ tự mình nỗ lực, không bao giờ tự mình cố gắng, mình ỷ lại hết tất cả. Kính thưa đại chúng, ỷ lại trong cuộc sống đã đành rồi, đến lúc tu tập cũng ỷ lại. Tu tập cũng ỷ lại. Ở ngoài đời người ta ỷ lại đã đành, người ta ỷ vào ôi nhà mình có tiền thôi, mình cậy vào tiền, nhà mình có quyền có chức, bố mình làm quan to, mình ỷ lại vào đấy. Không cần phải học hành gì, phải không? Không cần phải học hành gì, thi rồi cũng đỗ, bố mình làm quan to, ví dụ thế, nghe không? Những cái ỷ lại đấy là ỷ lại trần gian thôi. Nhưng mà thưa đại chúng, rồi cái người đó có lên làm quan không có kiến thức, không có trình độ, có làm được được lâu dài không? Cái ghế của người ấy ngồi có bền không? Không có thực lực, không có tài đức làm sao mà ngồi được? Nhất là cái thời buổi ngày nay. À, làm sao ngồi được? Cái ghế mình ngồi do mình mua này khác thì làm sao được đấy? Dùng tiền để mua cái ghế thì cũng cái ghế cũng sẽ có người khác có tiền lớn hơn ta mua được. Đã bình giác. Này, không giải quyết được vấn đề gì cả. Thế nhưng nếu mà chúng ta thật sự có trí tuệ, cái ấy là cái của mình thì mình đem ra mình xài, mình dùng được. Nghe không? Mình xài, mình dùng được. Trong sự tu tập thì lại càng không thể ỷ lại như vậy được. Không bao giờ ỷ lại được. Không ai có thể nhờ ai tu thay. Phải không? Không tu thay được. Nếu mà tu thay thì người ta chứng quả thay cho mình thì cái quả là quả của người ta, không phải của mình. Y hệt việc mình ăn cơm đấy, mà anh tôi đói lắm, anh ăn giúp tôi tí, có được không đại chúng? Không thể được. Tôi đang đói nữa, anh ăn giúp hộ tôi cái, ăn làm sao được? Không. Mình muốn hết đói mà ví dụ miệng mình không ăn được, cũng phải đưa cái ống dẫn đưa vào trong cái dạ dày của mình, phải đúng cái dạ dày của mình hết đói chứ. Chứ mà đưa lầm sang dạ dày người khác thì mình cũng không hết đói được. Hai cái người mà song sinh với nhau mà dính lưng vào nhau chẳng hạn, nhưng mà hai cái bụng khác nhau thì vẫn phải bụng ai mà no thì người ấy mới hết đói. Kể cả hai đứa trẻ song sinh thì nói thế. Cái đứa này được ăn, đứa kia không ăn thì cái đứa bên kia vẫn cứ đói. Đấy. Cho nên cái tinh thần đạo Phật mình thế, phải chúng ta tự tu lấy. Việc tu tập là việc bổn phận của mình, không ai tu thay cho mình được. Con không tu thay cho cha mẹ, vợ không tu thay cho chồng được. Nó vậy đấy, nó khó. Cho nên chúng ta phải tự mình. Đấy, tự mình. Trong nhà Phật ấy, chính Ngài A Nan là một cái câu chuyện thị hiện rất là hay cho chúng ta. A Nan là em con chú đó. Nan Đà là em ruột Phật, nhưng A Nan là con chú. Đi xuất gia thì nghĩ là mình là em Phật, lại là thị giả của Phật, suốt ngày kề cạnh bên Phật. Thế nào rồi Phật cũng giúp cho mình chứng quả. Phật sẽ ban cho mình các phép thiền định rồi các phép chứng quả. Cho nên Ngài cũng hơi trễ nải việc tu hành, ỷ lại. Mãi đến khi Đức Phật nhập diệt, Ngài chưa chứng quả là hắn. Đến khi Đức Phật nhập diệt, Ngài Niết Bàn rồi, thì tăng chúng tập hợp lại để kết tập kinh tạng, kinh điển. Ngài Ca Diếp đứng ra triệu tập 500 vị, 499 vị. Ý định là Ngài mời 500 vị, nhưng mà trong 500 vị này thì còn duy nhất A Nan là chưa chứng quả A-la-hán, thì không được vào trong đại hội kết tập kinh điển. Đó, thì còn có 499 vị chui vào trong cái hang đá rất là lớn để kết tập kinh điển. Và khi vào đó rồi thì Ngài Ca Diếp dùng thần lực là đóng cái cửa hang lại bằng một cái tảng đá rất lớn. Nếu không phải bậc A-la-hán có thần thông, không thể vào được cái cửa đó. Lúc ấy A Nan lúc mới mới chưng hửng. Mình bao nhiêu năm cứ nghĩ Phật sẽ tu, Phật sẽ giúp cho mình. Mình là em Phật, mình thị giả Phật, chắc Phật sẽ giúp cho mình chứng quả. Ý lại, bây giờ mới thấy không phải, việc tu tập phải tự mình nỗ lực, phải cố gắng. Nghe không? Mình phải cố gắng. Tất nhiên, những công việc của Ngài làm cũng đã tích lũy cho Ngài được những cái phước báu, cái công đức rồi. Nhưng mà nếu mà mình lơ là, mình cũng không thể được, không thể thành tựu được.
Cho nên sau đó thì khi Ngài Ca Diếp khích lệ A Nan thì A Nan đã về trong cái đêm hôm đó quyết chí tu hành, và ngay trong đêm hôm đó Ngài chứng quả A La Hán. Đấy, lúc ấy Ngài thấy là đúng rồi, cái việc tu hành đạt đạo là phải tự mình tu tập. Đấy. Và sáng hôm sau khi mà chứng quả cái thì Ngài dùng thần thông, Ngài bay đến và Ngài bay qua cái phiến đá ở cánh cửa của động đi vào trong để cùng với 499 vị A-la-hán kia kết tập kinh điển của Phật lần thứ nhất. Kính thưa đại chúng, đấy, A-nan là câu chuyện rất là rõ ràng cho chúng ta thấy việc tu tập không thể ỷ lại được. Cho nên ấy, tất cả các Phật tử chúng ta khi đến với đạo Phật là phải tự xác định cho mình một cái tinh thần tự lực, tự lập, tự mình tu tập, cố gắng. Và vào trong đạo Phật thật sự phải là người có ý chí mới có thể thành tựu được. Với cái tinh thần mà bạc nhược không thể nào tu tập Phật Pháp chứng quả được. Nha, cái nào chúng ta phải biết như vậy. Cho nên Phật dạy, ông hãy tự mình làm ngọn đèn cho chính mình, hãy tự mình nương tựa chính mình, chớ nương tựa vào một điều gì khác. Đấy. Chúng ta nói như vậy thì không phải là bỏ hết. Nhưng mà ở đây Đức Phật muốn nói trọng tâm là chúng ta phải quay về. Chúng ta học Phật, học Thầy, học bạn rồi, phải quay về chính mình nỗ lực lấy. Và chính mình phải nương tựa ở nơi mình này nè. Đó. Phật, Thầy Tổ, giáo pháp Phật là duyên cho mình, trao truyền cho mình tất cả những cái đó. Nhưng mà thành tựu hay không là ở mình. Ở mình đấy. Đấy. Cũng giống như đấy, quý Thầy giảng pháp thế này, các Phật tử nghe, nghe rồi nhưng mà bây giờ có tu hay không là mình đấy đấy. Nghe thì nghe thế, nhưng về không thực tập, không thực tập thì cũng không thể nào thể nghiệm được Phật Pháp. Ví dụ Phật dạy, Thầy truyền giới cho quý Phật tử năm giới. Và Phật nói rất rõ, trì năm giới, phải không? Được những cái phúc báo. Thứ hai là giữ giới của Phật, thân tâm sẽ được khinh an. Đấy là rất rõ, nhân quả của nó là như vậy. Bây giờ các Phật tử muốn được cái sự khinh an, muốn được cái sự phúc báo, thì mình phải thực tập, phải trì giới. Phải không? Đấy, ai trì giới thanh tịnh một thời gian sẽ thấy thân tâm mình rất khinh an, sẽ thấy cái niềm an lạc tự tâm. Đó. Phật dạy mình xả ly, vào xả ly bớt đi. Nhưng mình không xả ly thì làm sao mà mình nhẹ nhàng được? Ai xả ly mình sẽ thấy mình nhẹ nhàng, thanh thoát. Đấy. Ai ràng buộc nhiều quá, vào đeo níu nhiều quá thì sẽ chìm đắm, nặng nề. Đó. Ở trong đời chúng ta thì cứ thích đeo níu rất nhiều thứ. Nhưng mà tất cả những cái đeo níu ấy đến cái ngày cuối cùng đều phải buông bỏ hết. Mà lúc ấy về sự phải buông bỏ mà tâm mình không bỏ được mới khổ. À, cho nên ấy, Tổ Quy Sơn dạy đấy, lúc ấy là gì? Muôn sự đa đoan, trăng trói. Phải, tâm tự đa đoan, trọng xứ thiên trụy. Cái tâm mình nó quá nhiều dây mối rằng rợ, lúc ấy nặng đâu xa đó, chỗ nào nặng nó kéo đi trước. Nặng kéo đi trước. Đó. Và rồi Phật dạy, ông hãy dùng chính pháp làm ngọn đèn, dùng chính pháp làm chỗ nương tựa, chớ nương tựa một điều gì khác. Nương tựa chính mình và nương tựa chính pháp. Bây giờ nương tựa chính mình là sao? Nương tựa chính mình nhưng mà tự mình chưa thể có đầy đủ chánh nhãn, chưa có trí tuệ. Trong mình ấy, mình là ngọn đèn, trong mình nó có phẩm chất của trí tuệ thôi. Nhưng mình chưa thể tự khai nó ra được. Giống như mình ấy, có cái đèn, có dầu, có bấc đầy đủ rồi. Nhưng mà còn thiếu lửa, chưa có lửa, thì chưa thể tự sáng được. Bây giờ phải mồi với ngọn lửa chánh pháp. Đức Phật là người đầu tiên ấy, đã khêu được cái ngọn lửa chánh pháp rồi. Ngài đốt được ngọn lửa chánh pháp lên. Ngài truyền cho chúng ta, bây giờ chúng ta đem cái bình dầu của mình, cái đèn, cái phao đèn của mình đến, mình mồi với
cái lửa chánh pháp của Phật, mình sẽ tự sáng. Đấy. Chứ không phải nếu mà nói như này mà chúng ta hiểu lệch ấy, bảo thôi tôi tự tu thôi, tôi chẳng cần học ai, tôi chẳng cần theo ai, thì cũng không phải. Đấy, cái chỗ này một chút hiểu lầm là lại sai. Nghe không? Ở đây Phật nói, cho nên Phật phải nói với Ngài A Nan tiếp, ông hãy mồi gì? Hãy dùng chánh pháp làm ngọn đèn. Hãy mồi với chánh pháp. À, chánh pháp của Phật. Lấy chánh pháp làm chỗ nương tựa. Đấy. Cho nên tất cả đệ tử Phật đều nương tựa vào chánh pháp. Nghe không? Chánh pháp là chỗ nương tựa, và chánh pháp ấy được đốt lên ở chính nơi mình, tại nơi mình, tự mình thực hành. Đó. Chứ không, nếu thiếu cái vế này là chúng ta có thể đi lạc. À, Phật bảo thế là mình tự tu thôi, chẳng cần học hỏi gì, không cần theo ai, nguy hiểm lắm. Thế thì cũng giống như ngoại đạo thiên nhiên vậy đó, tự họ tu, họ bảo tự tu rồi tôi cũng chứng quả, không phải. Tu là đúng phải tự tu, nhưng tu thế nào? Hãy mồi cái bấc của mình này này với chánh pháp của Phật. Chánh pháp của Phật ấy, nó sáng rực này rồi, mình đem cái đèn, cái bấc của mình đến mồi với cái chánh pháp đó. Và mồi rồi mình sẽ sáng. Đấy. Chính cho nên quý Thầy là thay mặt Phật mồi đèn nối đuốc cho các Phật tử đấy. Thầy đang mồi đấy. Các Phật tử đang ngồi đây là đang mồi đấy. À, cái lửa chánh pháp nó đang bén xuống. Các Phật tử thì bình dầu nào cũng nhiều, cũng đầy rồi đấy. Đó. Bấc cũng nhiều rồi. À, bây giờ đang mồi, đem chánh pháp mồi xuống. Nó bén rồi là bắt đầu cháy. Đấy, lúc ấy là lúc ấy phải tự mình nương tựa chính mình. Khi đã bén, đã cháy rồi đó, đã biết thế nào là chính là tà, lúc ấy là phải tự mình vào, nương tựa vào mình và tiến đạo, tiến tu đấy. Chứ lúc ấy không ỷ lại Thầy nữa, không ỷ lại huynh đệ gì nữa. Lúc ấy phải tự mình tu, à bắt đầu thực tập giới luật, phải không? Thực hành các cái thiện pháp, phải không? Trừ bỏ ác pháp. Lúc ấy là tự rồi, tự mình rồi. Không thể khác được. Nên lúc ấy là bảo rồi, con nghe pháp rồi, giờ Thầy tu giúp con vào. Thế không được. Thầy bám sát con, không thể nào Thầy bám sát được. Lúc ấy là mình phải lấy lời Phật dạy, lấy chánh pháp của Phật này để mà căn cứ vào đó mà mình tu hành. Đó. Đấy, chỗ này là cái ý nghĩa để cho đại chúng hiểu rõ chưa nào? Chứ ông nghe mới nghe cái vế đầu Phật nói, bảo ông hãy tự chỉ nương tựa chính mình đây, đừng nương tựa cái gì khác. Thế là không nghe ai nữa, chết rồi. Cho nên Phật nói tiếp cái vế với ai? Ông phải nương tựa vào chính pháp. Nghe không? Hãy mồi cái đèn của mình với cái chánh pháp. Đó. Chúng ta có sẵn cái phẩm chất của trí tuệ, nhưng phẩm chất ấy, cái chất trí tuệ ấy nó bị vùi lấp. Bây giờ phải mồi với ngọn đèn chánh pháp của Phật thì nó mới tỏa sáng được. Tỏa sáng được. Đó. Cái đó đấy. Này A Nan, những ai hiện nay hoặc sau khi ta diệt độ, tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa điều gì khác, dùng chính pháp làm ngọn đèn, mồi với chính pháp, dùng chính pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một điều gì khác, những vị ấy, này A Nan, là những vị tối thượng trong hàng tỳ kheo của ta. Đức Phật nói với A Nan, sau này Phật diệt độ, nếu hàng đệ tử Phật, kể cả tín đồ Phật tử, ai mà biết nương tựa vào chính mình, biết nương tựa vào chính pháp, và tự mình đốt ngọn đèn chính pháp của mình lên, thì người đó là bậc tối thắng, là bậc tối thượng trong hàng đệ tử tỳ kheo của Phật. Đấy, Đức Phật khẳng định như vậy. Thì kính thưa đại chúng, chỗ này thế nào là tự mình? Tự mình tức là không phải ai khác, không phải là nhờ ai khác. Đấy là nghĩa tự mình. Cái việc này là việc của mình, không thể nhờ ai. Đấy là nghĩa tự mình. Và đốt đuốc, đốt đèn là cái gì? Là thắp nên cái ánh sáng trí tuệ. Đó. Đốt đèn, đốt đuốc ấy để mà đi đâu? Thực hành cái giáo pháp này, đi đến chỗ
chứng ngộ sự giác ngộ, chứng ngộ sự giải thoát. Đấy, cho nên Phật dạy tự mình cứ đốt đèn đốt đuốc lên mà đi, là chỗ đó mà đi. Thế tại sao mà Phật lại không tu thay cho mình được? Không thể được. Cái đây là cái gì? Đức Phật vì Ngài tôn trọng chân lý. Chân lý nó không phụ thuộc vào ai. Dù có Phật ra đời hay không có Phật ra đời thì chân lý từ xưa nó vẫn như nhiên như vậy. Đấy, cho nên các Phật tử chúng ta nhớ, chúng ta đi tu học Phật là để tu học chân lý, để giác ngộ chân lý. Đạo Phật là đạo đi đến chân lý. Mà chân lý không phụ thuộc vào bất kỳ một ai. Đại chúng nhớ thế. Chân lý không vì quyền lực, không vì bất kỳ một cái gì mà bóp méo nó được cả. Đấy. Ai thực hành đúng pháp, tinh cần, nỗ lực, người ấy sẽ thể nhập chân lý, chứng đạt chân lý. Đấy. Cho nên có bài kinh Đức Phật cũng nói đấy. Nếu không phải cầu xin, ước nguyện mà người ấy có thể chứng ngộ và giải thoát. Người ấy nếu thực hành đúng các pháp, trì giới đầy đủ, tu tập thiền định đúng pháp, có đúng chánh định, người ấy sẽ tự chứng ngộ. Không cầu chân lý, không tự cầu giác ngộ mà giác ngộ tự đến. Đấy. Cũng thế. Ở đây Thầy nói ví dụ giống như cái cách thức làm đậu phụ của chùa mình chẳng hạn. Không cần phải cầu. Cầu ơi, coi như cầu làm sao cho đậu phụ hôm nay cho nó thật ngon. Cầu như thế nhưng mà làm thì không đúng cách. Các sư cô nhà mình đấy chẳng hạn, làm không đúng cách. À, nước chua không cho đúng cách. Nấu đậu thì không chịu khuấy, nó gẻ khê lên. Thì làm sao ra cái đậu ngon được? Còn người ta chẳng cầu, chẳng khấn gì, chẳng ước nguyện gì, nhưng mà cứ làm đúng bài bản, đúng phương pháp. Có phải không? Thì tự nhiên sẽ ra cái đậu phụ rất là ngon. Đấy, cũng thế. Cái việc tu tập của chúng ta thế. Không phải cầu không mà được. Cái cầu chỉ là thể hiện một cái ước muốn, cái mong muốn thôi. Cái đó không phải là xấu, là tốt. Nhưng mà phải thực tập thật sự. À, như cái phẩm trước chúng ta học đấy. Người tu hành, người xuất gia phải lấy giới định tuệ là những việc làm căn bản. Đầu tiên phải thực tập giới luật. Anh không thực tập giới luật thì anh không thể nào nếm được cái hương vị của giải thoát, của an lạc cả. Anh phải thực tập đã. Đó, anh cứ đi đúng cái lộ trình như vậy, anh sẽ đến đích. Còn nếu mà anh không đi đúng lộ trình, anh đứng, anh ngồi, anh cầu, anh ước muốn cái gì cũng thế, không thể được. Không được được. À, không thể được. Đó. Đấy là chân lý đó. Đấy. Phật tôn trọng chân lý. Chân lý nó như thế. Không thể vì ai mà bóp méo, hay là vì ai có thể đem chân lý để cho người này người kia được. Bảo tôi yêu cái anh này, tôi cho anh chân lý, anh thấy chân lý, không thể thế được. Không như thế được. Đó. Thứ hai là vì sao? Vì Đức Phật của chúng ta, tâm của Ngài rất là bình đẳng. Phật là bình đẳng. Ngài không có thiên vị người nào. Cho nên không thể vì yêu người này mà cho người này giác ngộ, ghét người kia không cho người kia giác ngộ được. Đấy. Đức Phật không có như vậy. Cho nên ý, cái việc tự tu thì mới tự ngộ, tự tu tự chứng. Nỗ lực sẽ chứng. Đức Phật ban giải giáo pháp đều tất cả. Giống như trận mưa, mưa rào á, nó không phân biệt đây là cây hoa hay đây là cây cỏ dại, đây là cây lớn hay là cây bé. Nó giải mưa đều tất cả. Cây nào thấm được bao nhiêu là việc của cây đó. Bông hoa nào nở chậm hay là sớm là do cái cây đó, cái bông hoa đó. Chứ cái cơn mưa rào nó không thiên vị ai cả, cái cây cỏ nào cả. Giáo pháp của Phật cũng thế. Ngài tuyên thuyết giáo pháp cho tất cả chúng sinh. Ngài không thiên vị. Ngài chỉ con đường như thế rất rõ ràng. Ai dấn thân ai đi thì người đó sẽ đến. Đi nhanh, đến nhanh hay chậm là do người đó. Đấy, đây chúng ta phải thấy cái chỗ này. Đấy là cái tinh thần bình đẳng của Phật. Thứ nữa, vì lòng từ bi vô lượng của Phật, Đức Phật thấy tất cả chúng sinh đều có cái bản tính, đều có cái chất Phật, gọi là Phật tính, như nhau. Nhưng mà sao? Vì vô minh nhiều kiếp che phủ. Nhưng mà có người thì mỏng, có người thì dày. Và cái việc chứng ngộ này là phải việc nỗ lực tự thân.
Cái vô minh này nó không có thể chất để cho mình có thể dùng một cái vật mình gạt bỏ nó đi được, mà bản thân người đó phải tự tu tập. Đó, đấy là cái điều Đức Phật không thể làm hộ chúng ta, không thể thay chúng ta được. Đức Phật tuyên thuyết chân lý để cho chúng ta biết được con đường và chúng ta dấn thân chúng ta đi. Đó. Vì những lẽ đó, cho nên ý, Phật không thể tu thay chúng ta. Đại chúng nhớ thế, nghe không? Đây là cái điều Phật không làm được. À, cho nên ai đi học Phật mà lại nghĩ là đi quy Phật xong để rồi Phật đỡ cho tất cả mọi cái, rồi Phật giúp cho mình giác ngộ chứng đạo, không có, không có. Đấy, không có cái chuyện đó đâu. Việc giác ngộ là việc của mình. Ừ. Việc giác ngộ việc của mình, tự thân. Rồi, qua kinh điển của Phật, rồi các tổ sư, thì các ngài đều thấy rất rõ cái lẽ này. Ngài Quảng Nghiêm Thiền Sư, ngài có dạy: Nam nhi tự hữu sung thiên trí, hữu hướng Như Lai hành xứ hành. Là đấng Nam nhi phải có cái ý chí sung lên trời thẳm. À, đừng hoàn toàn đi theo cái vết mà Như Lai đã đi. Cái vết ấy, ý muốn nói là gì? Ở đây cái bài kệ của cụ thiền sư này rất là hay. Có một trước thì có nhiều người hiểu lầm, hiểu nghĩ rằng là ngài nói là ta đừng dẫm theo cái vết xe của Phật, vết đã đi của Phật. Không phải. Ý muốn nói là gì? Chúng ta tu học Phật phải hoàn toàn tự nỗ lực chính mình. Nghe không? Đó. Không thể ỷ dựa vào Phật không được. Đó. Không ỷ dựa vào Phật không được. Rất nhiều người đi đến với đạo Phật rồi nghĩ là Phật là ông thần. Mình đến thế này là yên tâm rồi, Phật là cho mình hết. Vâng. Phật giúp mình hết. Không phải. Rồi Phật cho cả mình niết bàn giác ngộ nữa, lại càng không phải nữa. Đó, thưa đại chúng. Thì cái tinh thần này qua cái bài pháp này chúng ta hôm nay phải gạt bỏ ra. Nghe không? Phải gạt bỏ cái tinh thần không ỷ lại. Chúng ta phải hoàn toàn nỗ lực thực tập thật sự giáo pháp của Phật. Phật dạy rằng ấy, các ngươi hãy nỗ lực để đạt giải thoát, Như Lai chỉ là người thầy dẫn đường thôi. Đó. Phật chỉ là người thầy chỉ đường dẫn đường thôi. Ngài đi trước, Ngài biết được cái đích phải đến, Ngài đã đến rồi. Bây giờ Ngài quay lại, Ngài dẫn đường cho chúng ta. À, Ngài chỉ đường chúng ta đi rồi dẫn cho chúng ta đi. Thế còn đi không là ở mình chứ, Ngài không đi thay được. Đó, cái này là cái chỗ đạo Phật khác với các đạo khác. Các tôn giáo khác thì ông giáo chủ ông có thể nói là nếu mà tin ông là ông sẽ nhấc lên, ông cho lên đến cái nước của ông ấy, ông cho đến cái chỗ của ông ấy. À, thế đạo Phật không thể nói thế được. Đức Phật không tu thay mình được. Nào, cho nên chúng ta nhìn vào thực tế, Đức Phật mà tu thay mình được, Đức Phật cho mình được thì chúng ta không còn ai còn luân hồi còn ngồi đây cả. Nhà, đây là một sự thật. Để cho mỗi chúng ta phải nỗ lực, phải cố gắng. À, không cố gắng không xong. Nghe không? Nhớ nếu Phật tử ở tại gia đấy đã đặt cái thời khóa tu tập, sáng mấy giờ dậy hãy nỗ lực cố gắng. Ngày hôm nay nguyện tụng bài kinh nào cố gắng tự mình tu tập đi. Và chứ không phải là để con khất Phật tu thay cho con được, không có. Đấy. Bản thân các quý thầy cũng thế thôi. Mình học như thế mình không ứng dụng vào thì không được. Học về giới luật, thấy giới luật như vậy nhưng không ứng dụng thực tập thì mình không có cái lực được để mà trì giới. À, cho người ta gọi là tín lực rồi phải có tấn lực. Mình tin lời Phật dạy, tin như thế thôi nhưng không thực hành thì làm sao có tấn lực được. Đó, không có lực. Từ niềm tin ấy, biến thành cái lực, cái sức mạnh phải thực hành. Đó, phải thực hành. Và khi chúng ta thực hành rồi ta mới có cái lực nữa được. Đấy. Cho nên người ta gọi từ ngũ căn thành ngũ lực là như vậy đó. À vậy. Đấy. Cho nên rất mong rằng đại chúng mỗi tự nỗ lực. Nghe nào? Ý chí của mình cũng thế. Trời không cho mình ý chí, cha mẹ cũng không cho mình ý chí. Không ai cho mình ý chí nghị lực cả. Mà ý chí nghị lực ấy phải tự mình tôi luyện, tự mình rèn lấy. Tự mình rèn lấy.
nghèo. Mình phải cố gắng. Mình muốn cho cơ bắp mình nó khỏe mạnh, mình phải tự rèn. Chứ không ai lại đi tập luyện thay cho mình cái cơ bắp của mình được cả. Mấy anh muốn trở thành lực sĩ thì nó phải tự tập chứ. Có không ạ? Thế người khác tập thì là người ta thành lực sĩ người ta. Mình tập mình mới thành lực sĩ của mình. Như vậy đó. Đấy, để chúng ta thấy hiểu cái lời Phật dạy chỗ này. Tất cả Đức Phật, mười phương Đức Phật, tất cả các vị Bồ Tát, Thánh Hiền, chư Thầy, Tổ, Liệt Vị, Tổ Sư đều là những cái duyên, trợ duyên cho mình. Kinh Pháp Phật Thuyết cũng là duyên trợ cho mình. Khi mình đã được những cái duyên như thế, mình đem về nơi mình rồi mình thực tập, ứng dụng và mình thành tựu là ở nơi mình. Đó. Phật Pháp ra cho mình đủ duyên, tất cả rồi đấy. Còn chúng ta nhào nặn hay không để ra được cái món bánh cho mình ăn hay không là ở mình đấy. Là mình phải tự mình làm lấy thôi. Chúng ta đi được hay không, sáng được đèn hay không là ở mình đây này. Đó. À. Quý Thầy mồi Pháp Phật đến với các Phật tử rồi. Nó bén rồi, sao về có giữ được nó hay không? Đấy, có che đèn hay không? Để đi một lúc nó tắt mất thôi. Ra ngoài đường, phải không? Đấy. Gặp một trong tám cơn gió nó thổi đến là tắt mất luôn. Nghe không? Không giữ. Thì làm sao mà sáng được? Gió lợi, gió suy thế. Lợi suy hỷ dự nó đến là mất hết luôn. Phải không? Mồi Pháp thì mồi rồi. Đấy. Nhưng mà đùng cái mình bị ra cảnh suy hao thôi, tắt đèn luôn, hết tin Phật luôn, không tiến đạo nữa. Đây, cái tình trạng của mình là như vậy đó. Có giữ được đâu. Mồi với chánh pháp xong phải còn giữ cho ngọn lửa chánh pháp ở trong mình nó cháy lên, nó tỏa sáng. Thầy tin rằng là qua những năm tháng học pháp của Phật tử chúng ta, cũng nhiều người đã sáng lên, đã biết được chính tà là mình sáng rồi đó. Và khi chính mình sáng lên thì mình cứu mình, chứ không phải là thầy hay là huynh đệ hay là Phật nhảy đến cứu mình đâu. Ngay cái lúc mình lâm nạn đấy mà mình tự sáng thì mình tự cứu. Đó. Đó. Tự sáng mình tự cứu, còn lúc ấy khó ai đến ứng cứu cho mình kịp thời lắm, không đơn giản đâu. Ở đây thầy nói về cái việc tu tập đó. Đó. Nếu mình có chánh kiến, chánh nhãn thì khi mà ma vương tà pháp đến, mình có thể tự mình cứu lấy mình, không lạc đường tà. Nghe không? Bây giờ nó có nhiều những cái tà đạo nó đến, nó nói cũng rất là hay, mà mình không có chánh kiến, tức là mình không tự sáng mình ấy, mình không có cái chánh kiến, cái ánh sáng trí tuệ mình không đốt lên, mình không tự cứu mình được, mình lạc theo người ta ngay. Cái chuyện đấy không phải là ít đâu. Không phải ít. Không phải ít. Cho nên cái việc mình là ngọn đèn, mình đốt đèn, đốt đuốc của mình lên mồi với chánh pháp của Phật là cái việc chúng ta, của bổn phận của chúng ta. Tu hành là việc bổn phận, Phật dạy. Wow. Tất cả đệ tử Phật, từ thời Phật đến bây giờ, ai cũng thế, đều phải nỗ lực tự chứng, chứ không có ai chứng thay cho cả. Thời Đức Phật có những đệ tử như là Ngài Hiếp Tôn Giả, 80 tuổi Ngài mới xuất gia. Ngài đi tu, các thầy tỳ kheo trẻ bảo ông già thế này, ông còn tu hành gì, nghe không? Nhưng mà không, Ngài bảo, rồi các thầy hãy xem, các thầy xem tôi tu. 80 tuổi nhưng mà Ngài tu rất là tinh tấn, rất nỗ lực. Thưa đại chúng, tại sao đặt tên Ngài là Hiếp Tôn Giả? Cái tên Hiếp Tôn Giả nghĩa là từ ngày Ngài xuất gia tu hành, Ngài không bao giờ ngả lưng xuống chiếu mà nằm. Chưa từng ngả lưng xuống chiếu, cho nên gọi là Hiếp Tôn Giả. Hiếp là cái hông này, chưa bao giờ bén chiếu, tức là chuyên ngồi tu tập, tinh tấn đến như vậy đấy. Thế cho nên Ngài vào tu một thời gian ngắn, Ngài chứng quả, chứng trước cả các vị tỳ kheo trẻ tuổi, Ngài chứng trước luôn. Đấy. Thế Ngài nỗ lực không?
hoàn toàn tự thân mình nỗ lực. Chứ Phật cũng không bảo ông già thế ông để tới ta tu thay cho ông tí, không tu được, không tu thay được, không ai tu hộ được. Cho nên trong kinh Pháp Cú có bài kệ: lúc còn cường tráng thiếu niên đã không tạo dựng được thêm gia tài, tu hành thì biếng nhác chây lười, đến khi luống tuổi con người giống sao, cò già đứng buồn đứng bờ ao, ao khô nước cạn kiếm sao ra mồi. Đấy, Phật dạy người tại gia hay người xuất gia cũng thế, nhất là lúc còn trẻ không nỗ lực, không cố gắng, không tự mình phấn đấu thì sao? Lúc còn trẻ, còn khỏe, thanh niên cường tráng sao? Không tạo dựng được gia tài, cơ đồ, thì đến lúc già làm sao mà tạo? Lúc trẻ mình còn trí tuệ, còn sức khỏe, không cố gắng nỗ lực, rèn luyện, rồi lao động để gây dựng cơ nghiệp, thì làm sao đợi đến lúc già mà có được? Thế còn đi xuất gia thì lúc trẻ làm sao? Tu hành thì biếng nhác, chây lười, đến khi luống tuổi, con người giống sao? Giống như thế này này, giống như con cò già đứng ở bờ ao. Con cò già đứng ở bờ ao, mà cái ao sao? Ao thì cạn nước, kiếm sao cho ra mồi. Ao nó cạn nước mà mồi không còn nữa. Đấy. Nhưng mà thấy con cò già nó đứng rất là buồn. Đấy, trong kinh Pháp Cú Phật dạy đấy. Những ai mà ở đời cũng thế, xuất gia cũng thế, mà không có ý thức tự lực, cố gắng, ỷ lại thì không bao giờ thành tựu được cái gì cả. Đều phải cố gắng. Đấy. Quật cường đấy mới được. Phải cố gắng. Ở chùa mình có cái chú Sơn Lâm đấy. Đấy. Chú này ở người Ông Bí đấy. Là người mà tàn tật, đại chúng được tiếp xúc mấy lần rồi. Không thấy cái ý chí quật cường chú không? Đấy. Hay là cái anh chàng trên thế giới là anh Nick Vujic đấy. Sinh ra mà tay không có, người tròn lung lung, chân gần như cũng không có. Thế mà lại thành người nổi tiếng thế giới. Rất nhiều người ngưỡng mộ và học theo. Chúng ta thấy phải nói, có đúng là tinh thần tự lực của họ. Khóa là mình phải học. Phải nghĩ những vị đấy cũng là những cái vị hiện thân ra để cho chúng ta học đấy. Hai tay không có, chân nó cũng không gần như không có, như một cái cục thịt ấy, có một cái đầu ngo ngoe ngo ngoe. Thế mà rất là nổi tiếng, làm được bao nhiêu việc, đi khắp thế giới để thuyết pháp đấy. Nước mình cũng mời đấy. Đấy, chúng ta thấy học cái tinh thần đó. Ở Ông Bí mình, Quảng Ninh mình đây thì có cái chú Sơn Lâm cũng thế. Từ mình tàn phế như thế nhưng mà không phế, tàn mà không phế. Nuôi được cả mẹ, nuôi được cả em, học được mấy bằng đại học. Đó. Rồi lại còn làm giám đốc. Mà cái kỳ tích là vừa rồi chú leo lên tận đỉnh núi Phan Xipang. Trong chuyện thường, một mình, tự lực. Tất nhiên cũng có các bạn đi cùng, nhưng chú hoàn toàn tự lực để chú leo lên trên cái đỉnh núi đấy. Đấy. Chú mà tu thì nghĩ là chú mà các căn chú đầy đủ chú tu thì còn tiến hơn mình rất nhiều. Tiến mình rất nhiều. Đó. Cho nên ý, với cái tinh thần tự lực và tự tu, Đức Phật khẳng định tất cả đệ tử Phật phải có cái ý chí này. Đạo Phật không ỷ lại, không yếu thế, mà rất là cố gắng, rất tích cực. Người đệ tử Phật không nhu nhược, không dựa dẫm. Mình phải biết thành tựu cái sự giác ngộ giải thoát là việc của chính mình. Thắng được giặc trong lòng mình là chính mình, không ai thắng thay. Không ai thắng thay. Bây giờ mình đang nổi cơn tham lên, bảo ai giúp tôi đừng tham không? Không ai giúp được. Tôi đang nổi cơn sân lên, bảo ai giúp cho tôi đừng sân không? Không ai giúp được, phải tự mình lắng xuống. Tự mình lắng xuống. Mình làm nào, mình học các pháp của Phật rồi đấy, giờ đem vào điều chế để cho làm sao nữa? Nó trừ diệt được tham sân si trong lòng mình đi. Đấy, như bài kệ của một vị sư nói này: mắt trông thấy sắc rồi thôi, tai nghe thấy tiếng, nghe rồi thì không.
Trơ trơ lặng lặng cõi lòng, nhẹ nhàng ta bước khỏi vòng trầm luân. Người tu là như thế, mắt trông thấy sắc rồi thì thôi, đừng để lòng mình nó trói buộc vào đấy, trói buộc vào đấy. Tai nghe thấy tiếng rồi không, nghe tiếng người ta chửi bới nói xấu hay người ta gì đó khen ngợi gì đó rồi nghe rồi cũng thôi, chơ chơ lặng lặng cõi lòng, giữ cái lòng mình nó vắng lặng thì sao, nhẹ nhàng ta bước khỏi vòng trầm luân. Mình sẽ ra khỏi, sống trong cuộc đời đầy những thanh sắc ngũ dục này mà lòng mình á giữ được nó. Cái chữ chơ chơ ở đây tức là sao, ý nói là không nhiễm. Mà muốn đạt được cái sự không nhiễm này là mình phải nỗ lực vô cùng, mình phải có lực, lực này phải do mình thực tự tu đấy, tự tu. Thầy chỉ cần nói về cái việc ăn chay chẳng hạn, nếu Phật tử không tập ấy, thì không được. Đang ăn mặn như thế này, ăn đủ món sơn hào hải vị này mà đùng một cái bảo ăn chay không phải dễ, cũng phải thực tập, tập ăn một bữa, một tháng, một ngày, hai ngày, ăn dần lên. Thế khi mình ăn dần lên nó có cái lực rồi thì tự nhiên ăn chay nó dễ thôi.